Xin chào các bạn, lại là mình cô bé Hà Nội đây. Hôm trước thì có một bạn nhắn tin hỏi mình là khi mà tới phòng trọ mới thì nên làm gì để xả phong long. Lúc này thì hai chị em nói chuyện một hồi và vô tình bạn ấy lại kể cho mình nghe một câu chuyện tâm linh về phòng trọ của đứa em bạn ý. Và có lẽ cũng chính vì cái câu chuyện này nên là bây giờ nói đến cái chuyện chuyển phòng và tìm phòng trọ mới là bạn ấy đều nhăn mặt vì ngại và lo lắng. Các bạn sinh viên hay là các bạn đã đi làm rồi, nếu mà đang có ý định chuyển phòng trọ thì các bạn đừng bỏ qua câu chuyện này nhé. Bạn này tên là A nha mọi người. A có một cậu em năm nay đang học năm thứ tư đại học. Em của A tên là M. Có một đợt M về có qua nhà A chơi, A mới bảo với M là thôi mày ở đây, anh bắt gà làm nồi lẩu, hai anh em mình ăn ngồi lai dai cho ấm. Thì nay là nhân cái ngày mát rời lại hơi có mưa nữa nên là M nó cũng đồng ý. Được dịp như cởi tấm lòng, M mới tâm sự với A là M sắp chuyển phòng. Thì A có hỏi là tại sao mà mày phải chuyển, thì M mới ngần ngừ một hồi không nói. A thấy M ấp úng như gà mắc tóc thì lại hỏi tiếp: tao thấy cái phòng đấy nó gần trường, với cả tiện đường đi lại, về quê cũng thuận lợi nữa. Mà bây giờ mày sắp ra trường rồi, mày chuyển làm gì cho mệt với cả tốn kém ra. Thì lúc này thằng M nó ấp úng, nó lý nhí mãi mới mở lời rằng là anh ạ, trong phòng đấy không ở được đâu, em thấy có cái gì đó lạ lắm. Thì A nghe xong chỉ cười bảo M là mày lớn đầu rồi còn sợ, với cả mày tin mấy cái vớ vẩn đấy làm gì. Thì M nó quả quyết là trong cái căn phòng đó của nó nhất định có vấn đề. Ngày trước ấy, nơi cũ thì chọn cách trường 4 cây số, phải đi xe bus, nên là dạo gần đây M mới tìm về gần trường để đi lại cho tiện. Sau rồi nó cũng kiếm bạn bè về ở trong khu gần trường. Tổng cộng là không hiểu tại sao lại tình cờ như thế, cũng vẫn là ở 4 thằng với nhau. M ở đó được khoảng 1 tháng thì ngủ rất hay bị bóng đè, nhất là vào buổi trưa. Có một hôm bọn bạn đi học hết, chỉ có một mình M ở trong phòng thôi. M nằm ngủ chập chờn chưa được sâu giấc, cửa phòng thì nó nhớ là vẫn mở. Nó nằm thiêu thiêu được một lúc thì thấy rất là khó thở mà cảm giác như là mê man ạ. M muốn bật dậy mà không sao dậy được, mà rõ ràng M còn nhìn thấy bên ngoài cửa vẫn mở, người qua người lại rất nhiều, muốn kêu cứu mà cứ như có hòn đá đè lên ngực ấy. Thì một lúc sau M mới nhìn xuống chân giường thì nó thấy có một đứa con gái nha, một đứa con gái không biết ở đâu xuất hiện, đã thế lại còn thân, tay nó lại cầm một con dao đứng đấy mà trông rõ mồn một luôn. Chưa kể cái đầu cái đứa con gái nó cứ lắc lư, cứ lắc qua trái rồi lại lắc qua phải, y như một con lật đật ấy. Đầu tiên là M hoảng, muốn lên tiếng hỏi xem đó là ai. Nhưng sau rồi nó sợ quá, nó không dám nhìn nữa. Nó muốn vùng dậy cố gắng để chạy, nhưng mà thoát cái đứa con gái kia đã ngồi ngay đầu giường nó rồi. Tự nhiên cái đứa con gái mới dí cái mặt của nó sát vào mặt của M. M bảo trong cái lúc bị bóng đè ấy, eo ơi cái đôi mắt xách của con bé kia nó cứ dí vào cái mặt, mà răng nó nhọn hoắt, nhìn kỹ là tai nó còn dài, đầu nó thì không có một cọng tóc nào. Nó nhe răng ra nó cười hình hịch. Lần đầu tiên mà M gặp cái trường hợp như thế này, M bị đè một lúc, bắt đầu nhớ ra các cái câu niệm Phật, cứ niệm Phật nhiều lần thì cuối cùng cũng rất là may mới vùng dậy tỉnh được mà thở hổn hển. Thế hôm sau M có kể lại cái câu chuyện này cho cái thằng bạn cùng phòng nó nghe. Nó mới xin nhờ cái người bạn là hay là mày đổi chỗ cho tao lên trên gác xếp để tao ngủ xem thế nào. Thì thằng bạn kia nó rất là gan, nó mới bảo với M là mày đúng là thằng thần hồn nát thần tính, tao không sợ ma cũng không tin lắm, nên là thằng bạn nó đồng ý luôn, thì hai đứa đổi chỗ ngủ cho nhau. Mấy ngày sau mọi chuyện diễn ra bình thường, thằng bạn nó còn cười thằng M cơ, nó bảo là tao ngủ dưới này tao có thấy bị làm sao đâu. Nhưng cho đến một hôm nha, thằng bạn mà đổi giường cho M ấy bắt đầu gặp những cái sự lạ, thì mới khẳng định được cái căn phòng đó nhất định không bình thường. Lúc ấy là khoảng 11 giờ khuya, bạn của M nằm giường đấy để đi ngủ sớm, còn tất cả 3 người còn lại kể cả M thì vẫn còn thức, đèn vẫn bật. M chơi game với hai đứa kia, chơi được một lúc rồi thì bỗng mọi người nghe thấy cái đứa ngủ sớm ấy như kiểu ấy nó bị người đau quá nên phát ra cái tiếng kêu đau ấy. Đầu tiên là nó nằm, xong rồi nó u ớ một lúc, rồi lúc nó ngồi bật dậy, mắt nó nhắm và nó hét quá to. Thì lúc này M với cả bọn kia mới giật mình phi xuống giường để lay lay nó dậy. Lay một lúc, cả 3 thằng, đứa thì gọi, đứa thì lắc người, đứa thì vỗ vào mặt thằng kia, thì nó mới giật mình tỉnh dậy được. Cả bọn mới hỏi là mày bị làm sao đấy. Thì thằng bạn của M mới bảo là tao không hiểu sao ấy, tao đang nằm ngủ thì tao thấy có một đứa con gái chạy từ trong nhà tắm ra, mà cái đứa con gái không rõ mặt, mà chúng mày nó thân á, lại còn nằm đè lên người nữa, mà cái đứa đấy nó làm tao không thở được, cũng không cựa quậy được. May một lúc thì tự dưng tao thấy tiếng bọn mày nên là tao mới dậy, chứ không tao cứ miên man mãi thôi. Thì nghe thằng này nó kể thế thì hai cái thằng trong phòng kia nó mới bụng miệng cười. Nó bụng miệng xong nó cười phá thì nó mới trêu là mày cái loại mày ế lâu quá rồi, nên là chắc mày bị ma nữ gieo rắc mộng xuân nó theo rồi. Hai thằng kia nó cười như phá mả, nhưng mà M lại chột dạ nhá, vì là nó thấy sao thằng bạn mình nó lại mơ và nhìn thấy những thứ giống mình đến như thế. M không dám nói, chỉ im lặng và bắt đầu nghi là
có lẽ ở trong cái phòng trọ này thực sự có vấn đề. Thế lúc này Mờ mới bắt đầu để ý xem các ngóc ngách trong phòng có cái điều gì lạ hoặc bất thường không, hay là ở quanh cái phòng này có dán bùa gì không. Thì Mờ tìm kiếm một hồi, từ gầm giường, cửa sổ, dưới chiếu thì đều không có gì cả. Lúc này Mờ mới bắt đầu tìm vào trong nhà tắm, mà nhìn hết ở trong nhà tắm các ngóc ngách cũng không có. Tìm mãi cho đến lúc Mờ mệt quá thì nó mới đứng trước gương để nó rửa mặt. Thì tự nhiên như là trong đầu nó được ai nhắc ấy, Mờ bỗng để ý chăm chú tới cái gương đấy, xong rồi sinh nghi. Cái gương này lại là cái loại gương nhà tắm mà có thể điều chỉnh gập lên gập xuống theo ý người dùng nha mọi người. Tức là ở phía sau gương nó có một cái khoảng trống để được mấy cái thứ lặt vặt, ví dụ như là giấy vệ sinh hoặc là hộp nhỏ. Thì lúc này Mờ mới tò mò lật cái gương cho nó ngửa lên. Thì phía sau á, bất ngờ, mọi người biết rơi ra cái gì không? Nó lại rơi ra một cái gương bát quái với hai cái lá bùa màu vàng quấn quanh một cây đinh buộc chỉ màu đỏ. Mờ nhìn thấy thế thì dùng mình, nó rất sợ. Lúc này Mờ run lẩy bẩy, lấy hết sức bình tĩnh, cầm cả ra để ý định là cho bọn cùng phòng xem thực hư nó là cái gì, để cả bọn còn tìm hướng giải quyết.